Kính chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia triển lãm Việt Build Home năm 2019, Cozy Living đã trình làng nhiều mẫu nội thất được cập nhật thiết kế mới của năm 2019. Được nhập khẩu từ Italy, Nhật, Malaysia, Hồng Kông, các sản phẩm của Cozy đa dạng về mẫu mã với kiểu dáng sang trọng, hiện đại, màu sắc phối hợp hài hòa, nắm bắt nhanh chóng các xu hướng thẩm mỹ nội thất trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng dịp cuối năm, tại kỳ triển lãm Việt Build lần này, Cozy mang đến các chương trình khuyến mãi có giá trị lớn nhằm kích cầu mua sắm. Triển lãm Việt Build Home lần này là cơ hội để Cozy kết nối với nhiều nhà thầu xây dựng, hợp tác kinh doanh, nhất là trong thời điểm cuối năm, luôn là đợt cao điểm hoàn thiện các công trình nhà ở và người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu mạnh để trang hoàng nhà cửa đón Tết.